chào quý khán giả đang đến với chương trình An ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Công bố quyết định về điều động trưởng công an thành phố Tây Ninh. Tập huấn về công tác cai nghiện và phục hồi cho lực lượng chức năng Campuchia. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm xe tải quá tải trọng. Xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ tăng cường góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định về điều động Thượng tá Lê Trung Ái, trưởng Công an huyện Tân Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an thành phố Tây Ninh. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến tân trưởng Công an thành phố Tây Ninh và chỉ đạo ở vị trí công tác mới, Thượng tá Lê Trung Ái phải tiếp tục phát huy năng lực sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo chỉ đạo Công an thành phố Tây Ninh hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, mục tiêu do Công an tỉnh giao. Thượng tá Lê Trung Ái đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tín nhiệm để bản thân từng bước hoàn thiện, tiến bộ trong công tác, đồng thời khẳng định tại đơn vị mới sẽ ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh cũng đã tặng hoa chúc mừng tân trưởng Công an thành phố Tây Ninh. Mới đây, tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn về công tác cai nghiện và phục hồi cho lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia. Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì buổi hội thảo. Tham dự hội thảo có Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và 31 đại biểu đoàn. Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung gồm tình hình tổng quan về người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác quản lý sau cai nghiện, can thiệp y tế cho người nghiện ma túy, pháp luật về cai nghiện ma túy của Việt Nam. Trong chương trình hội thảo tập huấn, các đại biểu Vương quốc Campuchia sẽ tham quan thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội thảo tập huấn là cơ hội để các đồng nghiệp hai nước chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình nhằm nâng cao hơn nữa công tác xác định và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện của hai nước. Kết thúc hội thảo tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ được trao chứng chỉ hoàn thành khóa học. Với những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi thông qua khóa học, lực lượng phòng chống ma túy Vương quốc Campuchia tiếp tục vận dụng sáng tạo vào công tác của mình, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống ma túy giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng có nguy cơ tái diễn trở lại, nhất là dịp cuối năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tây Ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở cát trong khu vực Hồ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, vi phạm về kích thước thành thùng xe và chở quá tải trọng. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch công văn chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm tra và xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, đảm bảo an toàn trật tự giao thông, tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh vận tải, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, để gấp rút hoàn thành các công trình, có nhiều xe tải tập trung vào các bãi cát trong khu vực Hồ Dầu Tiếng thuộc xã Phước Ninh để vận chuyển cát đi các địa phương khác trong tình trạng quá khổ, quá tải trọng. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, các tài xế liền cho xe dừng đổ cặp các tuyến đường hoặc các bãi đất trống ven khu vực các bãi cát để lẩn tránh lực lượng chức năng, đồng thời khóa cửa xe hoặc bỏ chạy, bỏ lại xe, không hợp tác kiểm tra. Các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xác minh, gửi giấy mời chủ xe, tài xế để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Bộ Công an sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh có Đại tá Phan Văn Triều, Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thời gian qua, các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự của công an xã thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét theo hướng chuyên nghiệp hơn, toàn diện hơn, đã phát hiện hơn 22.000 vụ phạm tội vi phạm pháp luật, bắt giữ xử lý gần 34.000 đối tượng, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an các đơn vị địa phương, các tập thể cá nhân đã đạt được trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, để đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn toàn diện, đủ sức giải quyết vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn, bảo đảm chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, thường xuyên tổ chức nhân rộng các cách làm hay sáng tạo trong xây dựng công an xã thị trấn. Đồng thời, cũng nhấn mạnh việc tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các mặt công tác của công an xã thị trấn, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội. Mới đây, vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ hết thời gian tăng cường và cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Được sự quan tâm của lãnh đạo bộ, Công an tỉnh được tăng cường 20 cán bộ. Đây là những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, là nguồn tăng cường chất lượng cao cho công an cấp xã. Qua 2 năm công tác, các đồng chí được tăng cường đã gắn bó, chia sẻ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đóng góp của các đồng chí trong 2 năm qua. Đồng chí cũng chia sẻ động viên 16 đồng chí mới được điều động tăng cường đợt này, nhanh chóng ổn định về tư tưởng, khắc phục khó khăn ban đầu để tiếp cận địa bàn, sớm bắt tay vào công việc, thích nghi, hòa nhập với đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương mới để nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cho người dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an ninh khu vực trên tuyến biên giới. Ninh Điền là xã biên giới của huyện Châu Thành, có đường biên giới dài 8 km, giáp với 2 xã của Campuchia. Toàn xã có trên 2.390 hộ dân sinh sống. Với điều kiện đặc thù đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Các loại tội phạm lợi dụng đặc điểm đó để thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an xã Ninh Điền đã chủ động nắm tình hình, xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời xuống từng ấp thôn để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa phối hợp với lực lượng công an đấu tranh. Từ đó, nhân dân đã tích cực ủng hộ, cung cấp nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng công an ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Công an xã cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với các ban ngành đoàn thể, từ đó thì làm tốt cái công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở trên địa bàn. Thì hiện tại giờ trên địa bàn xã Ninh Điền thì có 5 cái mô hình đang được thực hiện. Trong đó thì điển hình mà nhất là cái mô hình đồng bào dân tộc Khmer đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Trong thời gian qua cũng được các cấp đánh giá rất là cao về cái hiệu quả của cái mô hình này, đẩy mạnh cái công tác phòng chống tội phạm. Trong đó thì triệt xóa các cái tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ ở trên địa bàn, rồi đảm bảo về tình hình an ninh trật tự,
rồi về công tác tuần tra giao thông, rồi tuần tra trên tuyến biên giới kết hợp với tuần tra vũ trang để phục vụ cho công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm khác. Rồi tham mưu cho đảng ủy, ủy ban rất là kịp thời, có một bước phát triển là tốt. Từ đó thì nhân dân cũng là an tâm trong công tác là về an ninh trật tự. Tình hình phối hợp giữa ba lực lượng, giữa chỗ công an với chỗ lực lượng dân quân với biên phòng đảm bảo được cái tình hình an ninh trên đó, không có xảy ra tình hình tranh chấp giữa nhân dân hai bên hoặc là cái chỗ xâm nhập qua lại biên giới. Bên cạnh công tác tuyên truyền và phát huy hiệu quả các mô hình, lực lượng công an đã phát huy tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Trong năm 2023, lực lượng công an xã đã bắt 22 vụ, 66 đối tượng vi phạm pháp luật. Lực lượng công an thường xuyên là đi xuống ấp để phối hợp và tuần tra các tuyến đường trọng điểm, nhất là những khu phức tạp về an ninh trật tự, gửi danh sách tuyên truyền và kết hợp với ấp để đến nhà dân qua ấp để tuyên truyền cho bà con về cái tình hình an ninh trật tự của địa phương. Trong thời gian tới thì chỗ để đảm bảo cái an ninh tuyến biên giới thì chỗ công an xã cũng sẽ bám sát vào các cái nghị quyết, cái kế hoạch của đảng ủy công an huyện cũng như đảng ủy công an xã về việc đảm bảo an ninh an toàn trên tuyến biên giới. Công an xã sẽ thứ nhất là làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới thì kịp thời là coi như nắm tình hình, phát hiện và chủ động đấu tranh với các cái hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra trên tuyến biên giới. Cái thứ hai nữa là tổ chức tốt cái công tác tuần tra vũ trang kết hợp với lại tuần tra phòng chống tội phạm ở trên tuyến biên giới. Khó có thể nói hết những khó khăn mà lực lượng công an xã nơi biên giới phải đối mặt. Nhưng với sự tin yêu của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn vất vả, những chiến sĩ nơi đây đang từng bước xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tất cả vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.